Chào cô chú anh chị, em là nhà đất Minh Thanh Cần Giuộc. Hôm nay em review cho cô chú anh chị xem một căn nhà tọa lạc tại ấp 3, xã Quy Đức, huyện Bình Chánh, ngay dốc cầu Ông Thình. Nó cách quốc lộ 50 chỉ 50 mét thôi, 50 mét thôi. Nó là lô 2 của quốc lộ 50. Xe ô tô mình vô tới nhà nha cô chú anh chị. Căn nhà này nó có diện tích là bề ngang của nó là 5 mét 2, chiều dài của nó là 11,5. Tổng diện tích nó 60 mét vuông, có sổ hoàn công đầy đủ luôn của chú anh chị. Thì đường trước nhà của mình cũng rất rộng rãi luôn, xe ô tô mình vô tới nhà được. Nhưng mà có cái đường này là đường thông nha của chú anh chị, đường thông nha. Thì một căn nhà này 60 mét vuông, gồm một trệt một lầu, gồm có 3 phòng ngủ, một phòng thờ, với có một cái phòng nhỏ phía trong nữa nha chú chị. Cái sân trước này mình cũng đậu được xe máy rất là rộng rãi luôn. Thì căn nhà này ông anh ông làm gỗ chứ gì, ông anh ông làm gỗ, thành ra ông xài tất cả đều là cửa gỗ hết, cửa gỗ xịn hết cho mình luôn. Một căn nhà cũng còn rất là đẹp luôn, ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, mà khu vực Quy Đức mà có một căn nhà có sổ hoàn công hợp thức hóa đầy đủ cho mình luôn là hơi hiếm á của chú anh chị nha. Căn nhà cũng cũng còn rất mới luôn của chú anh chị. Tất cả tại anh làm đồ gỗ, tất cả ông xài đồ gỗ trong căn nhà này rất là nhiều của chú anh chị. Thì cái cầu thang của mình cũng được làm toàn bộ là gỗ không, thì tất cả các cửa phòng của mình cũng được làm gỗ luôn, gỗ gỗ cầm xe không, rất là cứng cáp trong căn nhà, rất là đẹp luôn. Căn nhà này còn mới nha cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị nào mà thích khu vực thành phố Hồ Chí Minh, mình chọn nhà khu vực thành phố Hồ Chí Minh để cho thuận tiện cho mình đi tới đi lui công việc làm ăn thôi chú anh chị, thì mình nên chọn căn nhà này. Vì căn nhà này có hợp thức hóa đầy đủ, bồ cửa trước mình cũng được làm bồ cửa bốn cánh bằng gỗ gỗ cầm xe không, rất là chắc chắn luôn. Thì căn nhà cũng được đóng lớp hông dự hợp được kiểu rất là đẹp luôn nha chú anh chị. Thì cái cầu thang này toàn bộ bậc cầu thang, tay cầu thang cũng làm bằng gỗ luôn. Và đồng thời ở dưới đất của mình có một cái phòng ngủ và cũng có 2 toilet, có toilet trong phòng cho mình luôn. Tuy rằng một căn nhà diện tích nó chiều dài nó hơi ngắn nhưng mà được thiết kế công năng cũng rất là thuận tiện, rất là đầy đủ công năng cho mình sử dụng như chú chị. Thì sau cầu thang này mình có một cái toilet, một cái toilet sau phía sau cầu thang này cũng rất là rộng rãi của chú chị. Tất cả cửa phòng đầu này kia là xài đồ gỗ nhiều lắm nha cô chú chị nha. Thì trong phòng dưới phòng ngủ dưới đất của mình đây, bên trong của mình cũng có một cái toilet ở phía bên trong luôn. Thì tất cả cửa phòng của mình cũng xài đồ gỗ, cửa gỗ tốt nha cô chú anh chị, cửa gỗ cầm xe không. Tại vì ông anh cũng làm đồ gỗ mà, tất cả đồ gỗ là đều xài cửa gỗ tốt hết á. Thì khu vực đây là khu vực bếp nè, bếp cũng vậy, cũng được xài tủ gỗ luôn. Thì phía sau bếp này mình có một cái thông gió, cái cửa sổ thông gió luôn cô chú chị. Bếp thì tại em quay em room rồi, thành ra cô chú anh chị thấy nó nhỏ vậy nha, chứ thực tế thì cũng rất là rộng rãi cô chú anh chị. Thì gạch tường mình cũng ốp lên 1,5 mét hết cho mình luôn rồi. Thì căn nhà này ông anh hiện tại đang chào bán là cái mức giá là 2 tỷ 9 nha cô chú anh chị. 2 tỷ 9 còn bớt chút lọc. Nếu cô chú anh chị nào mà có thiện chí tới xem nhà thì cứ alo em nha. Thì tuy rằng căn nhà này bề ngang nó chỉ có 5 mét 2 thôi, dài 11 mét rưỡi thôi, 60 mét vuông, nhưng mà khu vực thành phố thì được cái là nó có giấy hoàn công sẵn cho mình luôn nha cô chú anh chị. Hợp thức hóa rồi đầy đủ nè. Tất cả cầu thang rồi cũng được xài cầu thang gỗ không cô chú anh chị. Gạch tường cũng ốp lên rất là sáng sủa cho một căn nhà của mình luôn. Thì phía trên này á thì cũng có một cái cầu thang nhỏ nó lên á, là ngay chỗ đó nó có cái gác cho đó chị, có một cái phòng nhỏ đó cũng vậy. Tại căn nhà cũng hơi mình hơi ngắn á, thành ra mình thiết kế công năng sử dụng rất là ok. Phía trên phía sau này á, phía sau thì có 2 phòng ngủ, một cái toilet ở trên lầu luôn. Phía trên này đó, phía trên này cũng rất là rộng rãi luôn này cô chú anh chị. Đó, đây có cái kho nhỏ nhỏ cũng cho một người, cái phòng nhỏ cũng cho một người mình ngủ á. Còn phía trên này là cái phòng thờ này của chú anh chị. Phòng thờ nếu gia đình mình không có thờ gia tiên thì mình sử dụng cái này làm cái phòng ngủ lớn cũng được. Gian phía trước đây á, thì nó có một cái ban công cũng rất là rộng, nó tất cả luôn đều xài gỗ xịn, gỗ tốt hết nha cô chú anh chị. Gỗ nói chung là gỗ tốt, tại ông anh cũng làm gỗ mà, xài gỗ tốt hết cho một cái nhà của mình, rất là đẹp luôn. Thì đây đây một cái ban công phía trước này của chú cái gì cũng để cho mình phơi đồ này kia cũng rất là rộng rãi luôn, tại căn nhà không có ở á, thành ra nó hơi bụi bặm nhưng cũng chính trị cảm nha. Thì nói chung căn nhà mình thấy vậy chứ nó còn là rất mới nha cô chú anh chị, rất mới, mình chỉ về mình ở thôi, không phải sửa chữa thì một cái gì hết á. Ở đây thì địa camera an ninh đồ này kia rất là cũng đầy đủ hết cho mình luôn rồi. Tuy nhiên một căn nhà chỉ có 60 mét vuông thôi, nhưng mà được cái là nó có giấy hợp thức hóa hoàn công đầy đủ, xe hơi vô tới nhà.
thì phòng ngủ cũng rất là nhiều cho mình luôn, cũng gồm có 4 phòng ngủ, coi như cũng 4 5 phòng ngủ đó cô chú anh chị, cùng gồm có 3 toilet nha. Thì phía trên lầu của mình á thì cũng có cửa sổ, mấy cửa sổ nè, giờ là thông thoáng cho một cái căn nhà của mình. Thì em xin nhắc lại cái diện tích của căn nhà này cho cô chú anh được rõ luôn. Căn nhà nó có diện tích là bề ngang 5m2, dài 11,5, tổng diện tích nó là 60m2, có sổ hoàn công, hợp thức hóa đầy đủ. Thì ông anh hiện tại ông đang chào lại cái mức giá bán là 2 tỷ 9 nha cô chú anh chị, 2 tỷ 9 còn mất chút lọc cho cô chú anh chị có thiện chí nha. Đó, phía sau này mình có hai phòng ngủ cũng 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 rất là rộng rãi nha cô chú anh chị, hai phòng ngủ với một cái toilet nằm phía trên này nữa đó. Coi như phía trên này là gồm 3 phòng ngủ đó, 3 phòng ngủ với phòng thờ là 4 phòng luôn cô chú anh chị. Tuy rằng một căn nhà diện tích nó chiều dài nó hơi vừa cũng cũng vừa phải thôi, nhưng mà được thiết kế công năng rất là vừa cho mình sử dụng nha cô chú anh chị. Nếu một cái gia đình của mình đó, gồm có hai phòng ngủ, tất cả cửa phòng ngủ mình đều xài cửa gỗ hết cô chú anh chị đó, một căn nhà cũng còn rất mới luôn nha. Thì nếu một hôm nay cái giá mà một căn nhà ở khu vực thành phố của mình á, khu vực thành phố Hồ Chí Minh của mình tránh á, thì với cái mức 2 tỷ mấy nấy mấy này mình không có căn nhà nào hợp thức quá đâu cô chú anh chị, thì chỉ có bên Long An thôi, chứ thành phố mà xe ô tô vô tới nhà kiểu này thì không có đâu cô chú anh chị nha. Rồi cô chú anh chị cùng theo chân em dòm là cái khu vực phòng khách, và cùng theo chân em đi ra cái đường vào của căn nhà này nha. Thì nói chung là cái phòng khách cũng rất là rộng rãi đó cô chú anh chị, phòng khách rất là rộng rãi luôn. Thì cũng có mấy có mấy bức tranh mã đáo thành công, rồi cửa gỗ, nói chung một có một bộ cửa gỗ cô chú anh chị. Trong thời điểm này mình làm cái bộ căn nhà mà làm cửa gỗ nhiệt cũng rất là mắc đó nha cô chú anh chị, một miếng đất không đã thấy thấy cũng đã mắc rồi. Miếng đất của căn nhà này hiện tại nếu thì tính đất này cũng phải nhiều tỷ mấy gần 2 tỷ rồi cô chú anh chị nha, 2 tỷ chứ, cũng phải 2 tỷ, 2 tỷ hơn. Rồi một cái vị trí này. Thì nói chung công năng của căn nhà này cũng đầy đủ cho mình sử dụng cô chú anh chị, điện, nước, internet các cái đầy đủ hết cho mình luôn. Tại vì nhà sổ hồng riêng mà, hợp thức hóa đầy đủ mà. Còn cái là này thì nó cái hẻm cũng vừa xe hơi vô cho mình thôi. Hẻm này hẻm thông cô chú anh chị. Rồi cô chú anh chị cùng theo chân em đi ra cái đường vào của căn nhà này nha. Thì ngay cái góc này cô chú anh chị nó có một cái công viên nhỏ nè, để cho mình tập thể dục rồi nè cô chú anh chị, cũng có mấy máy tập thể dục luôn nè. Máy tập thể dục cho mình đầy đủ cho mình luôn, giống như một cái khu phố của cô chú anh chị nha. Tại ngay chỗ này cũng rất là rộng rãi nha cô chú anh chị, tại còn cục điện này ta chưa có giờ vô thôi, nhưng mà xe hơi mình chạy vô tới nhà được á. Lúc trước mà nó nhà cũng có xe hơi mà đó. Đây là cái đường ra không, từ ngay ngay căn nhà mình ra ngay chỗ quốc lộ 50 ngay cộng Thịnh này thì chừng phải 50-70 mét thôi. Còn khu vực ngay cộng Thịnh này cô chú anh chị biết rồi đó, chợ được kế bên, gọi là chợ cộng Thịnh, rồi ăn uống rồi mình kế bên đó. Nếu mình ra đây mình dễ phải đi cô chú chị, mình dễ phải là lên cộng Thịnh nè đó, em đang quay là ngay cộng Thịnh đó. Từ ngay cộng Thịnh này mình về bến xe quận 8 chừng chừng 7 cây 8 cây gì cô chú anh chị đó, từ ngay cộng Thịnh này đó, ngay dốc cộng Thịnh. Còn mình em lan lia cái camera của em đây về bên tay trái thì nó. Rồi cái video cũng đã dài rồi, thì em xin tạm dừng cái video tại đây. Nếu cô chú anh chị nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy bấm nút đăng ký kênh và hãy cho em một cái like nha.